Ừ, Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 17 Tây tháng 10. Thì giá anh Long hiện tại cũng nhảy múa liên tục, cũng lên xuống. Mặc dù không có giá, nhưng mà hôm nay mình cập nhật giá kho anh Long qua cương nha. Mình xin lỗi, mặc dù không có trái nhưng mà giá nó vẫn lên xuống. Thì hôm nay mình cập nhật giá anh Long qua cương. Thì hiện tại kho anh Long qua cương cũng mở cửa thu mua cho bà con, còn những kho khác thì mình thấy hầu như là đóng cửa nha. Tại vì bây giờ còn cũng mình thấy cũng có một vài đám chín chứ không phải là không có nha. Giá lòng này cũng xuống mấy ngàn so với ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua bán thì bà con bán cái giá ngày hôm qua thì được giá hơn, hôm nay xuống lỗi 1, lỗi 2, lỗi 3, lỗi 4 đều xuống hết mấy ngàn nha. Rồi giờ mình cập nhật giá lông ruột trắng hàng đẹp 10 đến 12 ngàn, hàng sàn 7 đến 9 ngàn, hàng dạt 24 ngàn. Thì giá lông ruột trắng nó vẫn duy trì ở cái mức này 10 ngày qua, không lên không xuống nha. Còn giá lông ruột đỏ loại 1 25 ngàn, loại 2 20, loại 3 14, loại 4 7, hàng dạt 1-2 ngàn. Thì kênh mình cố gắng cập nhật giá anh Long liên tục để phục vụ cho bà con mình nắm bắt giá cả anh Long kịp thời nha. Rồi mình hôm nay cũng cập nhật giá anh Long đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.